chiều nay cả nhà mình được ra biển chơi rồi, thích quá đi. Lâu lâu mới có dịp ông con ở quê lên chơi, bố phải đưa cả nhà đi du lịch chứ. Nếu bà cháu còn sống thì lúc này cũng được đi cùng rồi. Chắc ông đang nhớ bà lắm phải không? Ừ. Ủa? Cả nhà có sao không? Bố làm máy ảnh của con suýt chút nữa là bị vỡ ống kính rồi. Bố xin lỗi. Ngân, con làm gì mà cả buổi không nói chuyện cùng mọi người? Cứ lo chụp ảnh suốt là sao? Đi du lịch thì phải chụp ảnh chứ mẹ. Cảnh đẹp thế kia mà không chụp lại thì phí lắm. Chị Ngân chụp ảnh để khoe lên mạng xã hội chứ gì. Kệ chị. Ông ơi, ông kể về bà cho cháu nghe với ạ. Bà cháu ơi à. Bà cháu hiền lắm, lại rất tốt bụng. Bà đã hy sinh rất nhiều cho gia đình nhỏ của mình. Ông còn nhớ hình ảnh đôi bàn tay gầy guộc của bà. Đút từng muỗng cháo cho ông ăn. Đôi bàn tay ấy vẫn luôn nắm chặt tay ông những lúc ông gặp khó khăn. Tiếc là bà cháu mất sớm quá, nhưng đến tận bây giờ ông vẫn chưa thể quên được bà ấy. Chắc ông và bà phải yêu nhau nhiều lắm. Nếu có kiếp sau, ông vẫn muốn cưới bà ấy làm vợ. Tình yêu của ông và bà thật đáng ngưỡng mộ. Cảnh hoàng hôn trên biển này mà vào ảnh thì đẹp phải biết. À, chụp cảnh này độc nè. Chị xuống tắm biển nhanh đi. Chị đã bảo là lát chị xuống mà. Sao em còn làm phiền chị suốt thế? Ngân, con làm gì mà lâu thế? Xuống tắm biển với cả nhà này. Suốt ngày cứ cầm máy ảnh mãi thôi. Con xuống ngay đây ạ. Lâu lắm cả nhà mới có dịp đi du lịch cùng nhau thế này. Phải chụp lại cảnh mọi người đang cười đùa để làm kỷ niệm mới được. Hôm nay mình chụp được nhiều ảnh đẹp quá. Tối về khoe lên mạng xã hội, thế nào lũ bạn cũng lắc mắt cho mà xem. Nghĩ thôi đã thấy khoái rồi. Yêu quái nước xuất hiện rồi đây. Hùng, không được tạt nước nữa. Chị chơi trò này với em đi, vui lắm. Yêu quái nước đây, người hãy mau đầu hàng nhanh. Chị đã bảo đừng tạt nước nữa mà, ướt hết máy ảnh bây giờ. Thật phiền phức. Trời ơi, máy ảnh của tôi. Xuống tắm biển mà con mang theo máy ảnh làm gì? Máy này rơi xuống nước thì hỏng luôn rồi. Con đã chụp biết bao nhiêu là ảnh đẹp, vậy mà. Thôi chị đừng khóc. Chị tại mày cả. Sao con lại đẩy em như thế? Cháu bình tĩnh đi Ngân. Nhưng chỉ tại nó mà cháu mất hết ảnh chụp từ sáng đến giờ. Những tấm ảnh đó quan trọng với cháu lắm sao? Dạ, quan trọng lắm ạ. Cháu muốn lưu lại kỷ niệm cho chuyến du lịch của cả nhà mình. Chính cây mai ảnh đang làm cho chuyến du lịch bớt vui đấy, cháu à. Dạ, cháu... Hơn chục năm trước, nhà ông ở quê chẳng may bị cháy. Những tấm ảnh hiếm hoi của bà cháu cũng bị cháy thành tro. Nhưng đến tận bây giờ, ông vẫn nhớ như in hình ảnh của bà. Ông nhớ từng ánh mắt, từng cử chỉ của bà ấy. Cháu biết tại sao không? Tại sao ạ? Vì ông đã lưu hình ảnh bà vào trong tim rồi cháu à. Trái tim của chúng ta chính là chiếc máy ảnh đặc biệt nhất. Những hình ảnh đã được lưu vào trong tim thì sẽ không bao giờ mất đi được. Dạ, ý ông là... Thay vì dùng máy ảnh, cháu hãy dùng chính trái tim mình để lưu giữ những kỷ niệm đẹp. Chụp ảnh thì cũng tốt, nhưng đừng để nó ảnh hưởng quá nhiều đến thời gian cháu dành cho mọi người xung quanh. Phải biết trân trọng khoảnh khắc hiện tại bên người thân cháu à. Dạ, cháu xin lỗi. Cháu hiểu rồi. Cả nhà mình cùng chơi tạt nước đi ạ. Nhóc Hùng kia, yêu quái nước xuất hiện đây. Tấm vé nhân ái. Số tiền mình xin được hôm nay chẳng đủ cho một bát mì. Không ngờ lại có ngày mình đường cùng thế này. Dạ, cảm ơn quý khách ạ. Này cậu, mời cậu vào quán của tôi. Chắc cậu đói lắm rồi phải không? Dạ không, cháu không mua mì đâu ạ. Tôi có mời cậu mua mì đâu. Tôi mời cậu vào quán thôi mà. Cậu vào đi, nhanh lên, ngoài này lạnh lắm. Dạ, vâng. Cậu ăn mì đi, tôi lấy rất nhiều thịt bò đấy. Ôi không, cháu không mua mì ạ. Thế cậu có đói không? Có thèm mì không? Cháu... nhưng cháu không có đủ tiền đâu ạ. Đã bảo cậu cứ ăn đi. Có ai tính tiền cậu ngay đâu mà cậu lo nhỉ? Không biết mình có bị lừa không nhỉ? Ở quê mọi người vẫn căn dặn đi ra thành phố không nên tin người lạ. Nhưng mình thế này có gì để người ta lừa đâu. Kìa, tôi bảo cậu ăn mì đi cho nóng mà sao cậu cứ ngồi ngay người ra thế? Đây là bát mì miễn phí, tôi mời cậu, yên tâm nha. Thấy cậu đứng ngoài kia suốt mấy giờ rồi, chắc đói lắm phải không? Ăn đi, có đáng gì đâu, bát mì thôi mà, tôi mời cậu được. Cậu phải ăn nhiều vào mới có sức khỏe để kiếm tiền chứ. Cháu... ăn đi, cậu cứ ăn tự nhiên, thoải mái vào, đừng ngại. Người lao động như nhau cả, có gì mà phải ngại. Cháu cảm ơn cô. Vậy thì cháu xin phép không khách sáo ạ? Phải rồi, không cần khách sáo. Ăn đi, ăn hết tôi lại làm cho bác nữa. Đây là bát mì thịt bò ngon nhất từ trước đến giờ cháu được ăn đó ạ. Cảm ơn cô nhiều lắm ạ. Thế cậu ở quê mới lên thành phố à? Dạ không, cháu lên cũng được mấy tháng rồi, để tìm việc. Mà tiền thì hết, việc vẫn không xin được. Cháu không ngờ xin việc trên thành phố lại khó như thế. Cháu đã phải đi ăn xin vài ngày nay rồi. Trong mơ, cháu cũng không bao giờ có thể tưởng tượng được, ở một nơi cách xa quê hương, cháu lại phải ngửa tay cầu xin sự thương hại của mọi người để sống sót qua ngày. Khó thì cũng khó, nhưng không phải là không tìm được. Thôi được rồi, cậu ngồi đây đợi tôi, để tôi gọi điện cho mấy người bạn của tôi. Họ cũng làm tại các nhà máy lân cận xem có tuyển nhân viên. Nếu có, tôi giới thiệu cho cậu. Cô nói thật chứ ạ? Nói thật chứ. Thế thì may quá, cô tốt quá, cháu cảm ơn cô nhiều lắm. Có gì đâu, tôi giúp được, tôi sẽ giúp. Cậu đợi đấy, để tôi đi gọi điện xem thế nào đã. Có được không cô? Tôi đã cố gắng gọi cho những người bạn của mình làm ở các nhà máy, nhưng không may cho cậu, họ đều không có nhu cầu tuyển nhân viên ở thời điểm hiện tại. Cháu cũng đã tìm rất nhiều nơi rồi, mà họ đều trả lời như thế. Nếu thành phố này không tìm được việc, hay cậu sang thành phố bên cạnh vậy? Ở đó biết đâu lại có nhiều cơ hội hơn. Thành phố bên cạnh ạ? Nhưng hiện giờ cháu... Tôi hiểu, cậu không đủ cả tiền ăn thì làm sao mà đi được. Chuyện đó cũng không có gì to tát cả. Tôi đã giúp thì sẽ giúp cậu đến nơi đến chốn. Đêm nay cậu cứ nghỉ ở đây. Ngày mai tôi mua tặng cậu một tấm vé tàu hỏa để cậu đến thành phố đó. Cách đó là tốt nhất rồi. Cậu đỡ phải lang thang ở thành phố này như thế, lãng phí thời gian lắm. Cứ thế đi, đừng ngại, tôi nói giúp là giúp. Cậu cầm lấy tấm vé đi, hy vọng tấm vé này sẽ mang lại may mắn cho cậu. Sau này cậu đừng quên, sự giàu có không quan trọng bằng tính chính trực. Chỉ cần như vậy, nó sẽ giúp cậu vượt qua nhiều cám dỗ và vươn tới thành công bằng nỗ lực của mình. Cháu cảm ơn cô nhiều lắm. Cháu không ngờ cuộc đời cháu còn được gặp một bà tiên tốt bụng như cô. Ây à, có lẽ đợt này mình nên gom góp dành dụm chút ít để sửa cái mái nhà mới được. Mưa dột thế này thì còn làm ăn gì được nữa. Bà chủ, còn mì thịt bò không? Có ngay, xin quý khách đợi tôi một lát. Quý khách có ăn thêm ớt xào tương cay không? Ông muốn ăn mì thịt bò, bát to hay bát nhỏ? Cháu chào cô, cháu muốn ăn một tô thật to, thật nhiều thịt bò, giống 20 năm trước ấy. Cậu là... Cô có nhận ra cháu không? Cháu là Rong Phen, cậu thanh niên 17 tuổi năm xưa, được cô tặng miễn phí bát mì và tấm vé thông hành đến tương lai. Tấm vé thông hành đến tương lai? Dân, cô nhận ra cháu chưa ạ? Trời ơi, tôi nhớ rồi. Là cậu đây sao Rong Phen? Sau 20 năm, cậu vẫn quay lại đây tìm tôi ư? Dân, là cháu đây. Cháu đã rất lo sợ khi trở về đây, không tìm gặp được cô. Nhưng thật may, cô vẫn ở đây. Tôi nào đi đâu. Chà, nhưng đúng là cậu khác quá. Trông đạo mạo, chững chạc lắm. Tôi không thấy nhận ra được. Hẳn giờ cậu làm to rồi phải không? Dạ, nhờ có cô, cháu đã gặp May ở mảnh đất mới ấy. Đầu tiên, cháu xin vào làm ở một xưởng gỗ. Sau khi chăm chỉ dành dụm ít vốn liếng, cháu mở cơ sở riêng. Giờ cháu đã là chủ tịch của một tập đoàn về gỗ và sơn à. Chào ôi, giỏi quá. Chúc mừng cậu. Mà sao cậu lại tìm về đây? Cháu muốn tìm gặp lại cô, người đã giúp đỡ cháu có một tấm vé đến tương lai tốt đẹp. Ôi dạo, cậu cứ nói quá. Chỉ là một bát mì, một tấm vé tàu hỏa, chứ cao sang gì đâu. Ai cũng có thể giúp cậu như thế cả. Cô là người tốt bụng, chính trực nhất mà cuộc đời cháu may mắn được gặp. Được gặp lại cô khỏe mạnh thế này là cháu mừng lắm. Giờ cháu cũng coi như đã thành công. Thế cậu muốn báo đáp gì nào? Cháu muốn báo đáp cho cô. Lúc vào đây, cháu thấy cô đang vất vả hứng nước mưa dột. Cái quán này bao năm vẫn thế, 20 năm rồi, giờ nó đã cũ kỹ. Cháu muốn tặng cô 80.000 đô để cô sửa chữa ngôi nhà. Ê, nhận gì chứ tiền tôi không nhận. Quán tuy cũ nhưng nhờ trời vẫn đông khách lắm. Tôi không đến nỗi không kiếm ăn được. Cậu cứ dùng khoản đấy giúp người khó khăn hơn. Cô nhận cho cháu vui. Hay da, gặp nhau thế này là vui rồi. Hơn 20 năm trước tôi giúp cậu, không phải để chờ cậu báo đáp. Cháu không có ý đó. Tôi biết. Khi đó tôi giúp cậu hoàn toàn chân thành. Khi nhìn thấy cậu, tôi đã rất cảm thông, vì bản thân tôi cũng từng phải vật lộn với cuộc sống khó khăn. Tôi thấu hiểu sự khổ sở khi trong bụng chẳng còn hạt cơm nào, và ai cũng quay lưng lại với mình. Khi đó, điều ta cần nhất là một bàn tay đưa ra giúp đỡ. Cháu cảm ơn cô. Đời này, cháu không bao giờ quên được. Nhờ cô mà cháu có được ngày hôm nay. Có nhiều nhặn gì đâu, chỉ là một tô mì thịt bò đầy thôi mà. Cảm ơn cậu vẫn còn nhớ đến tôi. Về sau, Rong Phen đã làm một tấm biển với dòng chữ "Lòng biết ơn như núi" để bày tỏ tấm lòng của mình. Bộ phim dựa trên một câu chuyện hoàn toàn có thật tại thành phố Taichung ở tỉnh Zhejiang, Trung Quốc. Chim ó biển và con cá mòi. Mọi người ơi, cả nhà cá mồi ơi, ở biển tới rồi, mau chạy đi. Ôi ôi, lũ hung thần lại tới chao đảo khua khoắn cả đại dương lên rồi. Xin ông trời đừng khiến con rơi vào cái mỏ độc ác ấy. Nhanh lên, lũ cá mồi này ác hẳn béo ngậy lắm đây. Rax, anh có kỹ năng săn mồi giỏi nhất đám chúng ta. Anh đi trước dọa cho bọn cá mồi khiếp vía đi nào. Đúng vậy, Rax nổi tiếng là tinh thông điêu luyện trong nghề bắt cá. Hôm nay anh biểu diễn dài đường cho chúng tôi xem đi. Ha, cá mồi thơm béo ngậy. Cuộc đời này mới tuyệt vời làm sao. Được bắt cá, được tung tăng, vừa bay vừa bơi lội. Xem kìa, nôm anh ó biển Grass dũng mãnh chưa kìa. Đúng là đẳng cấp, mãi mãi là đẳng cấp. Chẳng ai có thể vượt qua tay nghề của Grass. Chỉ cần làm bạn của anh Grass, chúng ta chẳng cần lo đói khổ. Đệ nhất bắt cá là ta, chim ó biển Grass. Mọi người, năm nào cũng thế, hàng triệu con cá mồi chúng ta bơi về phía bắc dọc theo bờ biển chỉ để bị bắt bởi cá mập, cá heo, ó biển trong những cuộc săn mồi náo loạn. Tôi không thể chịu được nữa rồi. Nhưng anh có thể làm gì hả Nelly? Chúng ta quá bé nhỏ, trong khi Trash vừa khỏe mạnh vừa hung hăng. Mỗi lần anh ta và đồng bọn nhào xuống đây, giống như hàng ngàn mũi tên lao vuông vút vậy. Chỉ nghĩ đến thôi tôi cũng thấy rùng mình. Hắn đã cướp đi cha tôi, mẹ tôi và các em tôi nữa. Tôi mồ côi cũng do hắn. Nhất định tôi phải tìm cơ hội để trả thù hắn. Nelly, cậu phải bình tĩnh. Thiên nhiên là cuộc đấu tranh sinh tồn. Ai nhanh hơn, kẻ đó thắng cuộc. Cậu bé nhỏ hơn Rax, chỉ còn cách duy nhất là phải nhanh nhẹn trốn chạy thì mới bảo toàn tính mạng. Chứ tìm cách trả thù loài ó biển tham lam đó, tôi nghĩ không nên đâu. Ông thì biết cái gì. Cứ hèn nhát như ông, để cho lũ chim đó coi thường cá mồi chúng ta mãi sao? Dù là ó biển hay sư tử biển, rồi hắn cũng phải già, phải chết. Quân tử trả thù 10 năm cũng chưa muộn. Ông có hiểu không? Nhiều năm sau. Ông Rax, ông bay nhanh lên, kẻo chúng ta không đuổi kịp đàn cá mồi đâu ông ạ. Bỗng dưng ta thấy mệt quá, khó thở quá. Có lẽ tuổi tác lớn rồi, gió trên cao không còn khiến ta vui thú nữa. Vậy chúng cháu đi trước đây, chẳng thể đợi ông mãi được đâu. Quái lạ, cái tên Rax này hôm nay không còn sức đuổi cả mình. Tốc độ và thao tác của hắn ngày càng chậm. Không xong rồi, ta phải bơi vào bờ, nếu không sẽ bị hụt hơi mà chết ở đây mất. Lũ cá mồi sẽ cười ta thối mũi. Kia là con cá gì ấy nhỉ? Mắt ta mờ quá, chẳng thể nhìn thấy điều chi. Có ai mà ngờ được con ó biển dũng mãnh Trash ngày nào bây giờ chỉ còn là một con chim già khốn khổ. Trash kiêu căng năm xưa, lúc đấy người có nghĩ đến viễn cảnh đáng thương ngày hôm nay không? Khéo mình sẽ chết dần chết mòn trên bãi biển này mất. Mình ốm yếu quá rồi, muốn bắt cá mà cũng không bắt được. Ta phải gọi đồng bọn tới chứng kiến giây phút thảm hại của hắn ta mới được. Ta phải làm cho hắn nhục nhã, hổ thẹn đến chết mới thôi. Mọi người ơi, mọi người ơi, nhìn xem, kia có phải chim ó Trash không? Ôi thôi đúng rồi, bất ngờ chưa? Hắn ta đã yếu ớt như vậy rồi ư? Bảo sao dạo này tôi không thấy hắn lặn xuống bắt lũ chúng mình. Vậy là sướng rồi. Cửa sống sót mỗi ngày của chúng ta rộng hơn một tí rồi. Ơn trời. Nelly, cậu định làm gì vậy? Tôi lên chăm chọc hắn mấy câu ấy mà. Cẩn thận đó Nelly. Dù sao hắn vẫn là một kẻ tham ăn tuột uống trong quá khứ. Tốt nhất cậu nên tránh xa hắn ra. Năm xưa hắn trẻ khỏe, săn mồi lão luyện. Ông khuyên tôi câu ấy còn có lý. Bây giờ hắn chỉ là một con chim già đau khổ. Đến nhìn tôi hắn chả còn nhìn ra, huống chi là tấn công tôi. Tốt hơn hết ông đừng nói lảm nhảm nữa. Hãy xem tôi trả thù cho nhà cá mồi đây này. Này, con chim ó biển dũng mãnh nhất vịnh ơi, sao không xuống đây chơi với bọn này? Nghe cái giọng này quen quá. Hình như xưa kia ta từng gặp ngoài khơi kia. Chắc hẳn hắn từng nằm trong tầm giới của chiếc mỏ ta. Thấy ta yếu thế, hắn tận dụng cơ hội khiến ta nhục mặt đây mà. Ôi ôi, sao lão nghe ta nói mà không đáp lại gì thế? Hay là thở còn không ra hơi nữa rồi? Đáng đời, ai bảo ngày trước sĩ diện săn lùng tìm giết chúng ta. Nhân nào quả nấy nhé, gieo gió rồi gặp bão thôi. Thách ông xuống đây bắt tôi đấy. Nhấc nổi người lên mà xuống không? Lêu lêu. Cậu cá mồi này, quả tình tôi không còn trẻ nữa. Đã không còn ăn cá, lại ốm đau. Nhưng lúc này lòng tôi rất thanh tịnh và hối hận về những việc làm xưa đây. Hối hận? Ông mà hối hận á? Tôi không tin. Bây giờ tôi chỉ có thể ăn qua quả sống qua ngày mà thôi. Giờ thực tình tôi chỉ muốn làm bạn với loài cá để chuộc lại lỗi lầm. Nếu xưa kia tôi có lỗi với cậu thì hãy rộng lượng mà bỏ qua cho tôi. Nếu cậu không tin tôi, cứ tới đây lấy lá cỏ buộc mỏ tôi lại. Rồi cả hai chúng ta sẽ tâm sự chuyện đời. So về sức bây giờ, tôi chẳng thể là đối thủ của cậu. Đúng là cơ hội ngàn năm có một. Ta sẽ có cơ hội ra ngoài diễu võ trước mặt kẻ thù muôn đời của loài cá mồi. Đây sẽ là một ngày đáng nhớ của tên Ras đáng ghét này. Ôi Nelly, đừng lại gần hắn. Nguy hiểm lắm Nelly, phải giữ đường sống cho mình chứ. Lũ hèn nhát kia, ta sẽ chứng tỏ cho chúng biết. Ôi, 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 cứu tôi với. Ôi, ôi. Mọi người, mau quay về đi. Đừng bao giờ lại gần khiêu khích bất cứ con chim ó biển nào nữa. Sẽ có kết cục tương tự đó. Ở đời cần biết mình là ai. Thấy kẻ thù khốn đốn đừng quá đắc ý. Huỳnh hoàng quá sẽ tự đào hố chôn mình. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.